Trấn thành Harry Won, nếu thầy thương sẽ cho mình có con ở một dịp thích hợp. Trước thắc mắc về chuyện có con, cặp đôi Trấn Thành và Harry Won cho rằng cả hai vẫn còn trẻ nên muốn dành thời gian cho nhau. Tuy nhiên, nữ ca sĩ vẫn luôn suy nghĩ về trách nhiệm của một người phụ nữ đã kết hôn. Trấn Thành và Harry Won cùng nhau xuất hiện tại một sự kiện. Cả hai không ngại thể hiện tình cảm cũng như dành cho đối phương những cử chỉ thân mật khiến người hâm mộ ghen tị. Trong khi Harry Won diện đầm xanh, lệch vai ôm sát cơ thể và tạo điểm nhấn bằng một chiếc nhẫn kim cương, thì Trấn Thành vẫn trung thành với thiết kế vest lịch lãm. Anh gây ấn tượng với chiếc đồng hồ tiền tỷ. Cả hai diện trang phục gam màu xanh đồng điệu và có mặt ở hậu trường sự kiện từ sớm. Trên sân khấu, Trấn Thành khiến khán giả bật cười khi cả khịa Harry Won về việc phát âm tiếng Việt không chuẩn. Một số fan của cặp đôi tại sự kiện đùa rằng đây là màn đáp trả của nam MC sau khi bị vợ trêu chọc là mít ướt trong chương trình Trắc Việt. Sau đó nam MC lên tiếng giải thích bản thân dễ xúc động, không dễ sâu và khẳng định đó là con người thật của anh. Trên hành trình 4 năm bên nhau, Trấn Thành và Harry Won từng trải qua không ít sóng gió cũng như hoài nghi của khán giả về tình cảm cả hai dành cho nhau. Tuy nhiên, giọng ca anh cứ đi đi và Trấn Thành dần chứng minh tình yêu của mình dành cho đối phương. Harry Won cho biết cuộc sống dù đơn giản nhưng đầy ắp tiếng cười và khẳng định niềm hạnh phúc lớn nhất của cô hiện tại là gia đình. Harry Won cảm thấy may mắn khi lấy được một người chồng tâm lý, biết yêu thương, chiều chuộng vợ. Chúng tôi luôn trân trọng những khoảnh khắc bên nhau. Bên anh Thành, cuộc sống của tôi đầy ắp tiếng cười, nữ ca sĩ chia sẻ. Trước thắc mắc về chuyện có con, cặp đôi cho biết cảm thấy vẫn còn trẻ, muốn dành thời gian cho nhau trước khi bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời. Dù vậy, tôi vẫn luôn suy nghĩ làm thế nào để dung hòa giữa sở thích của bản thân và trách nhiệm của một người phụ nữ đã kết hôn. Harry Won tâm sự. Trấn Thành cũng đồng ý với quan điểm của Harry Won rằng khi quyết định có em bé, đứa con sinh ra phải thật sự khỏe mạnh. Cả hai hy vọng nếu trời thương sẽ cho mình có con ở một dịp thích hợp, lúc vợ chồng có thể sẵn sàng để lo cho con có một cuộc sống tốt đẹp. Trước đó, giọng ca Hương Đêm Bay Xa từng bật khóc khi trải lòng về căn bệnh ung thư cổ tử cung có thể khiến cô không thể sinh con. Tôi bị ung thư cổ tử cung phải mổ lần hai. Tôi tưởng bây giờ hết rồi, vì cũng đã 5 năm thì mình nghĩ nó cũng ổn rồi, nhưng mới đây tôi đi khám lại thì mới biết vẫn còn viêm. Tôi đã phải cắt rất nhiều. Căn bệnh này không có cách nào điều trị được, miễn là tôi phải khỏe, miễn dịch tốt thì mới tự tiêu diệt tế bào ung thư. Nếu sức khỏe tệ đi, bệnh sẽ tái diễn. Vấn đề là cổ tử cung của tôi bây giờ bị ngăn quá, nếu lần này bị lại, có thể tôi sẽ bị vô sinh. Harry Won tâm sự trong nước mắt. Nữ ca sĩ cho biết cô hiếm khi chia sẻ những chuyện không hay của bản thân, đặc biệt là việc liên quan đến bệnh tình, vì người thân lo sợ. Đến khi nói ra được, cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn và nhận được sự đồng cảm ủng hộ của ông xã và gia đình.